Xin chào quý anh chị và các bạn. Clip.com tiếp tục quay trở lại với quý anh chị và các bạn với bản tin với những thị trường của giá Bitcoin. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng với bản tin Nông Farm của hôm thứ sáu đã rất là xấu, và trong tuần tới, tức là tuần từ ngày mùng 9 cho đến ngày 13 của tháng 5 năm 2016 thì chúng ta thấy rằng Bitcoin đã có sự tăng điểm. Và với sự ảnh hưởng của Đông Farm thì rất có thể trong tuần sau thì tin tức này cũng sẽ tiếp tục đẩy cho giá Bitcoin cũng như là tất cả các giá hàng hóa khác tăng trưởng. Như chúng tôi đã có những bài phân tích cũ thì Bitcoin đã được tạo thành một mô hình trên template H1 với cái mô hình bướm butterfly, và tôi hiện nay đang mua với khối lượng là 0,1 Bitcoin tại mức giá 445, và hiện nay thì đã đi được 452, tức là đi được khoảng độ 7 giá rồi và đang chuẩn bị gần TP. Như vậy thì trong tuần sau thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục canh mua và đạt cái target tiếp theo, khi mà Bitcoin đang được tăng trưởng khá là mạnh mẽ liên quanh cái ngưỡng đó, chính là cái vùng mà tôi đang vẽ đây, tức là cái vùng 457. Như vậy thì quý vị nào đã lỡ thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Quý vị nào đã lỡ thì chúng ta thấy rằng, để ý với Bitcoin hiện tại thì đã được xuyên phá qua cái ngưỡng 450, đây chính là cái vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng mua lại, và chúng ta sẽ chốt lời lên quanh ngưỡng 456. Với tham lên xung dài hạn thì chúng tôi vẫn thiên về cái xu hướng tăng cho giá Bitcoin, khi mà có thể đã tăng lên Bitcoin có thể tăng lên cái ngưỡng mạnh hơn, đó chính là ngưỡng 446. Như vậy thì những trường hợp mà giá Bitcoin không thể chạm lại cái ngưỡng quanh 450 USD trên Bitcoin, chúng ta hoàn toàn có thể chờ mua, khi mà tuần sau rất có thể Bitcoin sẽ phá qua cái ngưỡng cản quan trọng quanh cái ngưỡng 459. Vùng này nó sẽ khiến cho Bitcoin tăng trưởng mạnh mẽ lên quanh cái ngưỡng đó, chính là 460 640 USD trên Bitcoin. Thì đó chính là cái mà xu hướng Bitcoin tiếp tục đà tăng mà chúng tôi đã nhận định kiên định với cái xu hướng của mình trong cái thời gian sắp tới của Bitcoin. Thì đó là cái xu hướng trong tuần sau với chiến lược canh mua, và với hai vùng mua đó là chúng ta sẽ mua lại quanh cái ngưỡng 450 USD cho Bitcoin, và chúng ta sẽ có thể mua trên cái ngưỡng 463 USD cho Bitcoin với những người nào mà muốn kiên nhẫn hơn giá Bitcoin hiện tại. Đó là cái xu hướng Bitcoin tuần tới. Và trong xu hướng dài hạn thì như chúng tôi đã có video thì Bitcoin vẫn là tăng, và quý vị cần chú ý lưu ý với Bitcoin hiện tại thì chúng ta tham gia rất là tốt với giá hiện tại về Bitcoin. Thì đó cái là bản tin phân tích nhanh của clip.com cũng như là bitcoin.com.vn của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.